thịt qua nhá. Có hàng các bạn ạ. Đây anh em nhá, hôm nay anh em khai xuân. Mùng 4 Tết. Mùng 4 Tết mấy điều thứ Facebook điều thứ đến từ Thanh Kỳ Như Thanh nhá, ra giao lưu với mình chúng xin Japan. Hôm nay buổi đầu tiên. Buổi gà tư à. Gà tư chân bị tật. Mồi lỡ. Quá đẹp các bạn ạ. Quá đẹp. Hai anh em đi từ sáng rồi. Đây, đánh mồi gà rừng này các bạn nhá. Đây anh em phải nói đây mọi người xem thấy hay like chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh em chúng tôi nhá. Rồi ra thỉnh thoảng ra nhiều clip hay. Buổi hôm nay quá may mắn hôm nay anh em trong đẹp anh em ạ. Như Thanh ra giao lưu đi từ sáng không gặp kèo nào, hôm nay ra đến đây gặp con này nó gáy đánh phát về luôn, đánh thòng đón dính thòng đón các bạn chưa kịp đá nhá. Đấy các bạn. Rồi, lấy túi đựng bụi đi. Chú xuống túi đựng bụi rồi anh nhảy nhá. Hôm nay quay vào cái máy kia nhưng mà không biết có được không vì cái máy kia không biết lúc lại lên dung lượng lắm mà kiểu mình quên làm cái ngụy trang các bạn, mình để kia sợ vì lúc để gần thì sợ con gà mổ buổi nó tới nó thấy nó sợ cho nên là chỉ đánh xa không biết được quay được không thì mình quay bằng cái này không cận cảnh gà về cho các bạn xem được ấy. Thì mình đặt tới này mình sẽ kiểm tra lại cái chuẩn bị lại cái máy quay để mình chuyển sang dán sican cái màu dàn di các bạn để mình treo nó lên cây này, ví dụ như mình tới là mình thiết kế cái mình cùm ở cây này để nó ấy hơn để có những cái clip cận cảnh gà rừng nó về cho các bạn xem. Và các bạn xem con này về hôm nay nha, mình thịt nấu chuối loáng làm cái lễ luôn chứ, làm luôn nha. Đợi tí nữa mình về nhà rồi mình làm cái cảnh làm thịt để anh em giao lưu làm trận giao lưu cho hoành tráng các bạn nhé. Các bạn xem tiếp tục cái phần là nấu chuối loáng, tí để xuống nấu chuối loáng luôn rồi các bạn chào về nhá. Đây các bạn gà quá đẹp. Đây các bạn là lần đầu tiên những cận cảnh đi bẫy gà rừng trên đồi hôm nay, phải nói là quá phê các bạn. Hôm nay lâu lắm rồi, hôm nay mình ba năm trời rồi mới đi bẫy lại. Cô chân chắc ăn nhá. Ôi. Béo, gà mùa này đang béo mà. Đây các bạn này. Mình chỉ lo nghe nó ra giao lưu với mình, anh em lâu lắm gặp nhau thì ra định ra em nó ra thăm mình thôi, nhưng mà tiện thế mang mồi đi ra kiếm con gà rừng thế mà hôm nay đi may được thế là quá ok. Con gà tơ gà mùa năm ngoái. Mùa lỡ. Đấy, các bạn chờ xem kết quả nhá, để mình về mình kiểm tra xem không biết là cái thẻ kia máy kia nó có được cái clip đẹp mà để kia sợ nó khuất đấy, nó không được cái mà anh ấy anh phun anh để sát đây đây thì làm cái màu ngụy trang màu xanh giống màu cây thì ngon vậy cảnh cảnh đấy, không lộ lắm. Hẹn gặp lại mọi người ở cái phần ẩm thực hôm nay về làm món chuối loáng hạt dổi mắc anh em. Đấy, qua đây các bạn. Đây mọi người đang làm thịt rồi. Làm thịt để nấu chuối loáng. Còn đây cây chuối rừng này các bạn nhá. Đây là cây chuối rừng đặc sản quê em. Chuối rừng thái ra ngâm muối cho nó bớt cái chát xong bỏ nấu với gà rừng này mình băm ra xong ướp với lại hạt dổi các gia vị rồi chuối với mẻ gừng. Đấy, này là món gà nấu chuối loáng của em gọi là gà nấu cực kỳ béo các bạn. Cái đoạn lúc này cắt tiết thì em không quay được, mọi người thông cảm nhé vì YouTube không cho xem những đoạn cắt tiết nên em không quay cắt tiết. Lấy cái nồi trắng ra. Nồi trắng to. Lồng.
anh bắn được. Anh ơi. Đấy, qua con này là bị bắn này, bắn trúng hơi, nhưng mà bắn vào lưng, tách thảo nào mà nó trượt chân, với lại một viên trượt chân, một viên trượt trên. Con này chắc là tối ngủ bắn trượt đấy các bạn. Viên viên đạn đấy nhá, viên chì đây, viên chì đây là súng PVC chứ không phải là súng thể thao, không phải súng hơi đâu. Đạn này là đạn của súng PVC. Đây, cho nên lúc sáng anh bảo chú đánh khu dưới này nhiều người chú súng, anh sợ ông em bạn bảo lên trên kia nó ít đây. Đây là con này dính một viên nhưng mà sao không chết. Con cũng nói số cao đây, dính một viên chì đây. Dính viên PPC. Đấy các bạn thấy à. Đi đánh gà rất nguy hiểm các bạn, giờ PPC rất nhiều. Đây anh đi đào gừng. Đấy các bạn nhá, hôm nay anh em đi bày về đây. Mê đồ thứ cho khán giả cơ. Cháu bạn nhé. Hôm nay anh em đi về thì nấu canh chuối rừng đấy bạn. Hôm nay đã nấu xong rồi. Còn phần tiếp theo là ra rượu. Đang còn chờ khách mời đến mà điện người uống rượu cũng khó này. Thì, anh em xin mời tất cả khán giả này, tất cả các anh chị em các bác này cùng thưởng thức cái món gà rừng nấu chuối loáng này. Mình thử miếng chuối cho các bạn xem nhá. Tuyệt vời chú ạ. Phải nói là cái món này cực kỳ là ngon. Nên mọi người xem nhớ đăng ký kênh để xem tiếp các bạn nhé. Hẹn các bạn ở clip tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé. Bye bye.